Xã hội tân tiến có bề dày văn hóa lẫn nghệ thuật phát triển. Những chuyên gia trong hai lĩnh vực này được tôn kính, được xem là có trí thức cao, văn minh. Con xin được sư soi sáng hai điểm. Đạo Phật đề cập thế nào đến chủ đề văn hóa nghệ thuật? Con đường làm văn hóa và nghệ thuật có mâu thuẫn với con đường tu tứ niệm xứ không? Trong tương ưng có một vị Bà La Môn là một cái người nghệ sĩ nhạc kịch đến hỏi Đức Thế Tôn là con được nghe nói đó các cái vị thầy tổ sư nói là cái người mà đem lại cái niềm vui tiếng hát cho người khác thì sau khi chết thì sẽ sanh vào cái cảnh giới là chư thiên hay cười. Có phải như vậy hay không? Thì Đức Thế Tôn từ chối trả lời. Vị này thưa lần thứ hai, nài nỉ Đức Thế Tôn hãy trả lời. Và Đức Thế Tôn cũng từ chối lần thứ hai. Đến khi vị này nài nỉ đến lần thứ ba đó, Đức Thế Tôn mới trả lời. Đối với cái người mà họ chưa chấm dứt được cái tâm tham, mà họ biểu diễn những tiết mục ca nhạc đó, nó có liên quan đến tâm tham, những cái tiết mục nghệ thuật có liên quan đến tâm tham. Sư diễn dịch lại để cho quý vị dễ hiểu nha. Thì nó sẽ làm tâm tham của cái người nghệ sĩ đó tăng trưởng, và những ai theo dõi tiết mục của người nghệ sĩ đó, tâm tham của họ cũng tăng trưởng. Và người nghệ sĩ đó chưa chấm dứt hoàn toàn tâm sân, mà cái người nghệ sĩ đó khi trình bày những tác phẩm có liên quan đến tâm sân thì sẽ làm tâm sân của chính vị đó tăng trưởng. Và những ai theo dõi những cái tiết mục của vị đó cũng sẽ tăng trưởng tâm sân. Tương tự như vậy đối với tâm si. Và Đức Thế Tôn nói đưa ra một kết luận là với một người đó, bản thân họ làm những điều tăng trưởng các pháp bất thiện là tham, sân và si, và họ làm cho người khác cũng tăng trưởng các pháp bất thiện là tham, sân và si, thì họ sẽ phải đọa vào khổ cảnh. Nhưng nếu như họ có cái suy nghĩ là với cái họ có suy nghĩ tà kiến là tôi cho thiên hạ tiếng cười niềm vui thì tôi sẽ sanh vào cõng trú với hàng chư thiên hay cười, thì với những người có tà kiến như vậy họ sẽ rơi vào địa ngục có tên là địa ngục sen hồng. Địa ngục sen hồng này có đặc điểm là người ngoài nhìn vào thì thấy những con người ở địa ngục này giống như đang nhảy múa vậy, và đang ca hát và đang nhảy múa, nhưng thực tế đó là do họ bị nóng bức cho nên là họ đang vùng vẫy, và khi cái cách họ vùng vẫy người ta tưởng là họ đang nhảy múa, và khi họ đang rên xiết đau khổ người ta tưởng là họ đang ca hát. Cho nên là cái chuyện mà văn hóa nghệ thuật nó vốn dĩ là một cái chủ đề nhạy cảm, mà nếu như mình hiểu thì mình nên ráng mình tu. Chính bởi vì như vậy trong tám giới nó đã có cái giới là không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, bởi vì nó là cái mở đầu cho các cửa ngõ sa đọa. Rồi xin tỉnh sư chính tâm. Không không có ý kiến, xin để trả lời. Sư có ý kiến không? Dạ, xin bổ sung thêm một số điều thưa quý vị. Thì vừa rồi Đại Đức Hạnh Tuệ có trích từ chính tạng, đó là từ tương ưng thông trưởng, quý vị, cái bài kinh đó rất là chính xác, đúng trên tinh thần câu hỏi này. Thì ở đây chúng tôi xin bổ sung một số điều là khi mà nói về văn hóa nghệ thuật, quý vị, là khi quý vị không hiểu được cái gọi là cái khái niệm về văn hóa nghệ thuật đó, mà khái niệm ở đây là chúng tôi nói về thế gian, quý vị, khái niệm thế gian đó, thì dễ dễ bị thì chúng ta sẽ dễ bị gọi là cái đánh tráo khái niệm lắm. Tại vì sao? Tại vì cái khái niệm á, chúng tôi sạch đó, chúng tôi thấy những cái khái niệm ghi như vậy: văn hóa nghệ thuật là toàn bộ những kết quả và những thành tựu của quá trình hoạt động sáng tạo của con người
hướng đến cái chân thiện mỹ. Đó. Văn hóa nghệ thuật còn được hiểu như là các thiết chế nhằm bảo lưu, phổ biến, tiêu thụ thành quả sản phẩm nghệ thuật, các nhà văn hóa, rạp chiếu bóng, thư viện, vân vân. Nhưng mà cái đây nè, cái đây cái mà dễ đánh tráo khái niệm là rất là nguy hiểm, như vậy là đây nè, cái cụm này nè, cái cụm là sao, là văn hóa nghệ thuật là toàn bộ những kết quả và những thành tựu của quá trình hoạt động sáng tạo của con người hướng đến cái chân thiện mỹ. Tại vì á, nếu mà quý vị mà khi quý vị có một có, ở đây là chúng tôi có thể nói là một số vị thiên an có thể là nghe để Đức Thanh Toại vừa giải thích về cái bài kinh của Minh Tạng á, mà khi quý vị đọc cái khái niệm của cái món thật nè, bởi vì nó nhưng mà cái này là hướng về chân thiện mỹ mà sư, hướng về cái tốt đẹp nhất mà, chứ đâu phải đâu gì mà nó sai trái này nọ đâu, mà sao mà suy nói có vẻ nghe nặng quá vậy. Không thưa quý vị, cái này là thuộc về thế gian, quý vị hiểu không? Giống như khi Đức Phật nói là có hai hạnh loại hạnh phúc, đó là hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Đức Phật có nghĩa Đức Phật vẫn công nhận cái hạnh phúc thế gian thưa quý vị, đúng không? Có nghĩa là cái hạnh phúc của thế gian là được con người, được chúng sanh chấp nhận hạnh phúc thế gian, nhưng mà hạnh phúc này nó không bền vững, nó khổ, nó lấy cái khổ làm vui đó. Còn hạnh phúc trước thế gian á, là hạnh hạnh phúc được tuyệt đối, hạnh phúc tột cùng. Cho nên quý vị phải hiểu. Bởi vậy á, cái câu trả lời này á, là khi mà dính đến những cái vấn đề mà gọi là văn hóa nghệ thuật mà quý vị không có hiểu được gọi là cái gì hạnh phúc thế gian, hạnh phúc trước thế gian mà Đức Phật đề cập á, nó chỉ gói gọn khi mà quý vị á, còn dính vô xem quý vị cho là cái hạnh phúc thế gian hay là cái văn hóa nghệ thuật này gọi là chân thiện mỹ á, thì quý vị chỉ rơi vào tám cái pháp thế gian mà Đức Phật nói thôi. Đó là gì? Được lợi mất lợi, được danh mất danh, ca tụng khiển trách, hạnh phúc và đau khổ thôi. Quý vị chỉ nằm nằm trong phạm vi đó thôi, chứ không, vị không thoát ra được. Chỉ khi mà hướng, nếu mà nó hướng hướng đến cái chân thiện mỹ mà đúng thuần tí nha, thì quý vị phải tu tập với định tuệ theo đúng là Phật dạy, thì mới đúng là trên tinh thần đó là cái chân thiện mỹ mà trong cái khái niệm về cái văn hóa nghệ thuật này, mà mọi người mà người ta định ra khái niệm đó. Thì đi đây xin cũng xin bổ sung thêm cho rõ quý vị rõ, để khi quý vị để Đức Thanh Tọa đã trình bày trình đạn rất là chính xác rồi, đúng không? Để sợ quý vị nhiều khi quý vị có thể hiểu hiểu lầm không, chứ cái đó là lời Phật dạy thôi. Đức Thanh Tọa đã trích lời Phật dạy rất là chính xác. Xin kết thúc câu trả lời. Xin cảm ơn.